Thăm căn nhà đạo token 2, 25m sử dụng. Cửa vào đây các bạn ạ. Vân tay và thẻ từ nhá. Công tác xịn luôn. Simon của Đức. Chuông hình xịn sò. Đây là chuông hình. Phun sàn gỗ các bạn nhé. Phun sàn gỗ. Đó. Phun sàn gỗ. Bàn giao tủ bếp luôn. Bếp điện này. Nhỏ sinh đúng không? Nấu ở đây. Gorohe. Goran. Goran. Cô đen của Đức đó. Hút mùi luôn. Trên này để được đồ luôn ở đây. Tay lăng bloom. Mặt kính. Ổ cắm nồi cơm. Và cục đà sinh tố. Có thể để tủ giày ở đây. Có chặn cửa. Tủ điện. Nóng lạnh đầy đủ. Ổ cắm công tắc, điều hòa, sáng chiếu sáng, tổng. Hoặc là tủ lạnh ở đây. Bàn giao có tủ áo nhé. Nhưng mà token 2 thì có smart home nữa. Camera và smart home thông minh. Tủ rộng quá. Tủ rất rộng. Có tủ trên luôn. Điều hòa âm trần. Điều hòa âm trần ấm mát 2 chiều. Hệ thống nước nóng tổng. Máy lọc không khí. Bếp này. Vệ sinh này. Bồn cầu của Rohe nắp xịt tự động. Vòi. Nô giấy. Cánh kính. Ok. Vào đây dùng thoải mái. Bàn giao cánh kính nhá. Và hệ thống lọc khử nước cứng tốt cho sức khỏe. Khử kim loại đó. Đó, bàn giao cần. Sắp bàn giao rồi. Đây là tủ. Tủ gỗ, lavabo, máy sấy này, khăn này, tủ gương này. Nó treo giấy này, chặn cửa này. Làm thêm cái máy đó. Máy sấy, tức là máy sưởi đấy. Nóng lạnh, đây là hệ thống thăm trần và quạt gió. Có luôn cả báo cháy chữa cháy nhé. Đây em có một lỗ ra. Lỗ ra thao rộng các bạn ạ. Tất nhiên để cục nóng điều hòa rồi. Đây là cục nóng này. Đây là máy giặt. Đây là sàn. Có thể rau dưa giặt giũ rửa bát ở đây được. Đây rửa sàn luôn này, chặn cửa luôn này. Có hết 500 các bạn nhé. Hết 500 luôn. Quá đẹp. Rộng rãi luôn. Một mình, hai mình ở rất tốt các bạn ạ. Sáu mình ở cũng tốt luôn. Cửa nhé. Mát mẻ. Cách 50m đến nhà xe. Đẩy ra rồi đẩy vào. Đây là một cái chốt ở dưới này. Đấy, chốt đẩy ra đẩy vào. Ok. Phun
phun cửa sổ kính từ trên xuống dưới luôn, view chỗ đô. Mời các bạn đến tham quan. Sẽ view một vòng nha các bạn nhé. Nối vào này. Đó. Bếp này. Lô ra. Có thể ngồi 5, 6, 7, 8, 9, 10 người ăn ở đây được. Ngủ cũng được luôn. Tủ áo này, chuông hình này. Vệ sinh, 1, 2 người tắm thoải mái. 1 hoặc 2 người tắm. Token 2, Vinhome, đặt